Xin chào anh chị, tôi tên là Lê Tiến Thịnh, nhân viên kỹ thuật của công ty Vina Organic. Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh chị cách sử dụng, lắp đặt và vận hành máy. Đây là máy ly tâm. Thì về phần cấu tạo của máy, máy này gồm có một bộ phận truyền động là gồm có động cơ và các hai bu ly và dây cu loa ở dưới. Tiếp theo là bộ phận nắp gia nhiệt. Bên trong là lồng xoay chứa xà phẩm. Và phía bên ngoài là lồng hứng dầu. Sau khi lồng hứng dầu thì dầu sẽ được chạy ra ở cái ống dẫn dầu ở đây. Kế tiếp còn một cấu tạo nữa là thắng. Khi mà các bạn máy các bạn không sử dụng nữa thì các bạn có thể thắng lại để cho cái lồng nó quay, nó dừng nhanh hơn. Thì về phần công suất máy này là động cơ 2 HP. CB các bạn sử dụng là CB 20A 1 pha. Dây điện là dây 2.5. Sau khi mà các bạn nhận được máy về thì việc đầu tiên là các bạn sẽ lắp cái tủ điện. Đây là tủ điện điều khiển. Ở trong nó có biến tần và các bộ phận để hoạt động cho cái máy. Các bạn sẽ gắn cái hộp điện này lên trên tường cho vừa tầm với. Lắp CB cho máy. CB là như tôi đã tư vấn. Kế tiếp là các bạn sẽ chuẩn bị một miếng cao su dài khoảng 1 cm trở lên. Các bạn lót dưới đế này để cho nó giảm chấn. Khi mà động cơ nó quay nhanh thì nó sẽ có sự rung lắc. Thì các bạn lót miếng cao su đó vận hành sẽ được êm ái. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách vận hành. Quy trình vận hành thì đầu tiên là các bạn kiểm tra điện, bật CB lên. Sau khi bật CB thì đèn báo sẽ báo, tức là tủ điện đã có nguồn ở trong. Tiếp theo là các bạn sẽ kiểm tra cái nút chỉnh tốc độ ở đây. Nút chỉnh tốc độ đầu tiên là sẽ về 0. Tiếp theo là các bạn bật chạy máy, tăng cái nút chỉnh tốc độ này lên mức 10, mức 20. Rồi. Sau đó bật gia nhiệt. Về phần nắp nhiệt này thì đối với những sản phẩm mà các bạn cần ly tâm tách dầu trong thời gian dài thì các bạn có thể bật gia nhiệt lên để bổ sung phần nhiệt vào thì hiệu suất tách dầu sẽ được cao hơn so với là không có nắp nhiệt. Sau khi mà chờ ly tâm tách dầu xong thì tiếp theo là chúng ta sẽ tắt gia nhiệt đi. Sau đó tắt phần chạy máy rồi mới giảm cái tốc độ này về 0. Đó, các bạn lưu ý là quy trình chỉ một chiều. Đó. Sau khi chờ cái lồng quay, các bạn có thể thắng lại và lồng sẽ dừng ngay lập tức. Rồi. Máy này thì về phần vệ sinh, các bạn vệ sinh bình thường. Trước khi các bạn vệ sinh thì các bạn lưu ý là nhớ tắt CB và mở cái lồng ra. Các bạn có thể vệ sinh thoải mái, xịt nước, xà bông hoặc là cái gì đó bạn chè vô cho nó thiệt sạch. Và nước thải sau khi sẽ chạy ra đường ống xả dầu ở bên đây. Về phần sự cố trong quá trình sử dụng thì đầu tiên là lồng sẽ quay bị ngược chiều kim đồng hồ. Thì các bạn sẽ đổi lại chiều quay như sau. Đấy. Các bạn tắt điện đi. Sau khi tắt điện, ở đây nó sẽ có cái chân X1 và X2. Nếu như mà X1 các bạn thấy lồng nó quay ngược chiều kim đồng hồ thì các bạn muốn nó quay thuận chiều kim đồng hồ, các bạn sẽ đổi qua X2. Chúng tôi đã có cái tua vít nhỏ ở đây chuẩn bị để trong tủ điện để các bạn có thể tháo và các bạn đổi qua X2. Bây giờ đang quay đúng. Tiếp theo là khi mà các bạn sử dụng máy thì đầu tiên là các bạn lưu ý bật chạy máy rồi mới tăng cái tốc độ này lên. Và khi mà các bạn muốn tắt đi thì các bạn tắt chạy máy đi, các bạn mới giảm.
Nếu không thì piston sẽ báo lỗi và máy sẽ không hoạt động được bình thường. Nếu như mà trường hợp mà piston báo lỗi thì các bạn có thể mở ra và bấm vô cái nút reset. Bấm vào nút reset đây thì piston sẽ reset. Thứ ba là trong quá trình sử dụng, nếu như mà chân bạn ướt hay là các bạn đục trực tiếp vào đây thì nó sẽ bị rần rần, tại vì nó có biến tần nó rò điện ra ngoài. Thì chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một dây tiếp địa. Các bạn có thể bắt dây này và chuẩn bị một cây sắt dài khoảng 50 cm, các bạn cắm xuống đất và các bạn nối dây điện này vô thì điện sẽ được truyền xuống đất và các bạn sẽ không gặp những trường hợp mà bị giật mình như vậy. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về kỹ thuật thì anh chị có thể gọi đến số hotline của công ty. Xin chào tạm biệt.